không gian của người Ede ngày xưa thường đón khách quý tại đây, giao lưu văn hóa cồng chiêng. Các chàng trai cô gái Ede thường phục vụ khách quý tại đây và gia làng thường cúng sức khỏe tại không gian này. Và cũng không thể thiếu được trong không gian này là hình ảnh nhạc cụ ngày xưa. Chắc hẳn mình đã cũng từng nghe bài hát rất là quen thuộc được mang tên Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây là cây đàn Chapi. Trong bài hát Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến ngày xưa, họ chọn những cây tre lâu năm và tách vỏ tre bên ngoài làm dây đàn. Tách vỏ tre bên ngoài làm dây đàn. Đây là cây đàn Chapi ạ. Các cô gái ngày xưa khi sinh con xong, những người phụ nữ sinh con 1 đến 2 đứa con, những người phụ nữ sẽ không mặc áo, họ sẽ cởi trần phần ngực của mình, có nghĩa là muốn nói lên cái nào đẹp nhất trong cơ thể của người phụ nữ. Mỗi buổi sáng các cô gái thường giã gạo nên phần ngực của họ rất là căng và đẹp. Ngay cả lối cầu thang chúng ta đi lên đó là biểu tượng giáo dục chứ không phải có ý nghĩa xấu, muốn nhắc nhở con cái chúng ta khi bước chân ra khỏi nhà cũng làm đúng điều hay lẽ phải.